mừng cả nhà đã đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Nga tuyên bố chặn lọt UAV, xuồng tự sát Ukraine tấn công Crimea. Quân đội Nga thông báo chặn đòn tập kích bằng 16 UAV và xuồng tự sát của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea. Bộ Phòng Nga cho biết lực lượng phòng không thực chiến ở Crimea rạng sáng nay đã khai hỏa đánh chặn 11 máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công mục tiêu trên bán đảo. Giới chức Nga sau đó thêm rằng 5 xuồng tự sát không người lái Ukraine cũng bị phá hủy khi đang tìm cách tiếp cận và tấn công tàu tuần tra Sergei Khotov thuộc hạm đội Biển Đen ở Crimea. Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho hay cơ quan an ninh và hải quân nước này đã tiến hành đợt tập kích bằng UAV tên lửa vào thị trấn Zebatovria trên bán đảo Crimea trong đêm và đã phá hủy một tổ hợp phòng không tại đây. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Ukraine tập kích nhà máy đóng tàu tại thành phố Sevastopol tại bán đảo Crimea. Bộ Phòng Nga nói rằng Ukraine đã sử dụng 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng tự sát không người lái. Trong đó, 3 quả đạn lọt qua lưới phòng không và làm hư hỏng 2 tàu chiến đang nằm bảo dưỡng. Arif Yusuf, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho hay 2 chiến hạm Nga bị hư hại gồm 1 tàu ngầm tấn công và 1 tàu đổ bộ cỡ lớn. Có thể nói rằng chúng không còn khả năng sửa chữa, Yusuf nói. Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Moscow nói rằng kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga, song Kiev và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Một nguồn tin Ukraine cho biết các cuộc tập kích nhằm vào Crimea là phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ. Hoạt động này nhằm cố gắng cô lập bán đảo Crimea và gây khó khăn cho Nga trong duy trì hoạt động quân sự trong giao tranh với Ukraine tại các khu vực khác. Kế tiếp, Ukraine dùng xe tăng tự sát đối phó Nga. Lữ đoàn 128 của Ukraine dùng xe tăng nhồi thuốc nổ để tung đòn tấn công tự sát vào phòng tuyến Nga, theo chứng thực mà Moscow từng sử dụng. Truyền thông Ukraine ngày 13 tháng 9 dẫn lời Yaroslav Halat, phát ngôn viên lữ đoàn sơn cước số 128, cho biết đơn vị này vừa biến xe tăng chiến lợi phẩm thu được của Nga thành một quả bom di động khổng lồ để tấn công vị trí Nga tại tỉnh Zaporizhia. Theo Halat, chiếc xe tăng T-62 này được quân đội Ukraine thu giữ khi Nga rút khỏi thành phố Kherson năm ngoái. Do pháo chính bị hỏng, quân đội Ukraine ban đầu biến chiếc xe tăng này thành xe cứu kéo, nhưng sau đó quyết định hoán cải nó thành xe tăng tự sát. Các binh sĩ lữ đoàn 128 nhồi thuốc nổ và đạn pháo vào bên trong xe tăng, sau đó để một người lính lái nó đến gần phòng tuyến Nga. Vasin Dudinets, binh sĩ đến từ thành phố Mukachevko ở Zaporizhia, đã xung phong thực hiện nhiệm vụ này. Dudinets cho hay, sau khi lái xe tăng nhồi thuốc nổ tới cách phòng tuyến Nga vài trăm mét, anh nhảy ra ngoài, tìm chỗ nấp, để cổ xe tiếp tục tiến lại phía trước và chờ đợi thời cơ kích nổ. Tôi biết đó có thể là nhiệm vụ một đi không trở lại. Nếu xe tăng bị đối phương bắn trúng và phát nổ, tôi sẽ chết ngay lập tức. Dudinets kể, nhưng nếu vậy, tôi cũng không phải rơi vào cảnh tàn phế, làm khổ vợ con. Bởi vậy, tôi đã xung phong thực hiện nhiệm vụ này khi chỉ huy thông báo. Tuy nhiên, vụ tấn công không diễn ra như kế hoạch do xe tăng T-62 dính phải mìn và phát nổ trong quá trình lao tới theo quán tính trước khi tiếp cận được công sự của Nga. Dudinets trước đó đã nhảy ra ngoài và chạy về nơi đơn vị đóng quân trước khi xe tăng phát nổ. Vụ nổ mà nó gây ra lớn đến nỗi lính Nga ở khu vực đó không còn quấy nhiễu lực lượng chúng tôi nữa, phát ngôn viên Halat nói. Đây không phải lần đầu tiên xe tăng tự sát xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Quân đội Nga trước đó từng nhiều lần áp dụng chiến thuật này để tấn công đối phương. Bộ Phòng Nga hồi tháng 6 thông báo đã phá hủy một cứ điểm của Ukraine bằng xe thiết giáp MTLB, nhồi 3,5 tấn thuốc nổ và 5 quả bom FAB-100. Các tài khoản mạng xã hội chuyên về chiến sự cũng từng đăng tải nhiều video về khoảnh khắc xe tăng tự sát của Nga tấn công phòng tuyến của Ukraine và phát nổ. Bộ Phòng Anh nhận định phần lớn xe tăng tự sát Nga đã phát nổ do trúng mìn của Ukraine trước khi tiếp cận được mục tiêu, nhưng thừa nhận các vụ nổ lớn do xe tăng Nga tạo ra có thể gây ảnh hưởng về tâm lý đối với lực lượng phòng thủ.
Quân đội Ukraine hồi đầu năm tuyên bố thu được nhiều chiếc T-62 từ tay lực lượng Nga, thêm rằng sẽ sửa chữa và cải tạo để tiếp tục đưa chúng quay lại chiến trường. Tin tiếp theo, Mỹ công bố ảnh mới của sát thủ tàng hình B-21 Raider. Hình ảnh Mỹ mới công bố cho thấy quang tật cơ tàng hình B-21 Raider thế hệ mới có sải cánh nhỏ hơn và có thể được tiếp nhiên liệu trên không. Thông quân Mỹ, USIF và tập đoàn sản xuất vũ khí Northrop Grumman hôm 12 tháng 9 công bố ba ảnh mới của quang tật cơ tàng hình B-21 Raider, trong đó có hai bức ảnh chụp ngoài trời đầu tiên mang tới góc nhìn mới của phi cơ được mệnh danh sát thủ tàng hình này. Dựa trên hình ảnh mới công bố, giới chuyên gia ước tính B-21 Raider có sải cánh khoảng 40-47m, ngắn hơn so với sải cánh 52m của dòng B-2 Spirit đời đầu. B-21 Raider cũng có khe hút gió hẹp hơn, cửa khoang chứa càng đắp được đơn giản hóa và một vết lõm trên nóc, có thể là một phần của hệ thống tiếp liệu trên không. Các cửa kính hai bên buồng lái nhỏ hơn và được đặt thấp hơn so với các hình ảnh đầu quả trước đó. Phần đuôi được vuốt dài ra phía sau, khiến máy bay có hình dáng như mỏ vịt, có thể giúp B-21 tăng khả năng tàng hình trước radar. Cửa khoang phóng dầu được thể hiện bằng những đường chấm tròn trên nóc buồng lái, được bố trí khá xa về phía sau, cho thấy không gian dành cho phi công rất hạn chế hoặc buồng lái rất cao. B-21 Raider, mẫu quang tật cơ mới đầu tiên được Mỹ phát triển sau hơn 3 thập kỷ, được ra mắt vào tháng 12 năm 2022 tại nhà máy số 42 của Northrop Grumman ở thành phố Bandan, California. Nhà sản xuất tuyên bố đây là quang tật cơ tàng hình thế hệ 6 đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới, song không tiết lộ nhiều chi tiết về đặc tính kỹ thuật của dòng máy bay. Hiện có tổng cộng 6 chiếc B-21 Raider đang trong quá trình sản xuất. Giới chuyên gia nhận định B-21 nhiều khả năng được tích hợp công nghệ tàng hình tối tân, khả năng hoạt động tầm xa, mang theo nhiều vũ khí và có thể sẽ có năng lực tự động hóa. Ngoài mang nhiều bom đạn, nó được cho là quang tật cơ thông minh về cảm biến, mạng kết nối và năng lực hợp nhất dữ liệu cùng khả năng phát động chiến tranh điện tử và trinh sát. B-21 Raider được thiết kế với một cấu trúc hệ thống mở, giúp nó có khả năng thích ứng cao. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói tại buổi lễ ra mắt B-21 Raider tháng 12 năm ngoái. Nó là một quang tật cơ đa năng, có thể đảm nhiệm bất kỳ nhiệm vụ nào, từ thu thập thông tin cho tới chiến đấu. Không quân Mỹ dự kiến đặt mua khoảng 100 chiếc máy bay B-21 nhằm thay thế quang tật cơ chiến lược B-1B Lasik và B-2 Spirit trong hàng chục năm tới. Mỗi chiếc B-21 có giá xuất xưởng gần 700 triệu USD, chưa kể chi phí nghiên cứu và sản xuất, trong khi toàn bộ dự án trị giá khoảng 203 tỷ USD. Northrop Grumman ngày 12 tháng 9 cho biết B-21 Raider đã bắt đầu quá trình thử nghiệm động cơ và dự kiến có chuyến bay thử vào cuối năm nay như kế hoạch. USAF đặt mục tiêu đưa dòng B-21 Raider vào biên chế trong vòng 2 năm tới. Bản tin thứ tư, Mexico mở phiên điều trần về bộ xác nghi của người ngoài hành tinh. Quốc hội Mexico gây chú ý khi mở phiên điều trần, lắng nghe một nhà báo trình bày về hai bộ xác được cho của sinh vật ngoài hành tinh. Hai bộ xác được cho của sinh vật không phải con người được trưng bày trước Quốc hội Mexico hôm 12 tháng 9, đánh dấu lần đầu cơ quan này đề cập về vấn đề có thể tồn tại sự sống ngoài trái đất. Phiên họp do nghị sĩ đảng cầm quyền Mexico Sergio Gutierrez triệu tập. Nhà báo cũng là nhà nghiên cứu Mexico James Morrison cho biết đã tìm thấy những bộ xác này ở Peru vào năm 2017. Hai bộ xác có những đặc điểm trên khuôn mặt khá giống con người, song phần thân rất nhỏ bé. Morrison nói thêm, những bộ xác có niên đại khoảng 1.000 năm, xác định bằng quy trình của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico UNAM. UNAM hôm 13 tháng 9 ra tuyên bố khẳng định họ chỉ xác định niên đại của mẫu vật chứ không đưa ra kết luận về nguồn gốc. Joe Jesus Jean Benitez, giám đốc Viện Khoa học Y tế của Hải quân Mexico cho biết, kết quả chụp X-quang, tế tạo 3D và phân tích ADN cho thấy đây không phải là thi thể con người. Buổi thảo luận của Quốc hội Mexico hôm 13 tháng 9 nhanh chóng gây chú ý và thu hút các ý kiến trái chiều, gồm cả sự ngạc nhiên lẫn chế nhạo từ mọi người. Sự kiện này cho thấy sự kinh thường mà Mexico dành cho khoa học, một tài khoản Twitter viết. Người dùng mạng xã hội khác cũng đăng ảnh về buổi thảo luận của Quốc hội Mexico cùng dòng mô tả, người sao hỏa đã đến. Có người còn đùa rằng nên phong cho nhà báo Morrison vị trí chủ tịch phụ trách quan hệ giữa các thiên hà. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay.
cũng là bản tin hay, thú vị và cũng hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và bây giờ để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Nguyên nhân Libya hứng chịu lũ quét khiến hơn 5.300 người chết. Hạ tầng kém, vị trí thấp khiến các thành phố miền đông Libya hứng chịu thiệt hại nặng nề khi nước lũ do bão Daniel tràn xuống từ vùng núi phía Tây. Bão Daniel tuần trước tàn phá Hy Lạp, quét qua Địa Trung Hải, sau đó đổ bộ vào biển đông Libya ngày 10 tháng 9, ảnh hưởng hàng loạt thành phố như Behari, Baia và Dena. Do ảnh hưởng của bão Daniel, các khu vực này hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9. Mưa lớn khiến hai con đập trên thượng nguồn con sông chảy qua thành phố Dena bị vỡ. Dòng nước lũ ào ạt đổ về đô thị này, cuốn trôi mọi thứ, kéo sập nhà cửa, làm hơn 5.300 người thiệt mạng, theo giới chức địa phương. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, OCHA, ước tính ít nhất 5.000 người mất tích, trong khi giới chức địa phương cho hay khoảng 10.000 chưa được tìm thấy. Có thể đã bị nước lũ cuốn ra biển hoặc vùi lấp trong các đống đổ nát. Adumenan Anganti, thị trưởng Dena, ngày 13 tháng 9 cảnh báo số người chết có thể lên đến 18.000 hoặc 20.000. Giới chuyên gia nhận định thời tiết cực đoan, vị trí địa lý dễ tổn thương, kết cấu đập và hạ tầng không vững chắc đã khiến trận lũ quét ở Libya trở thành thảm họa chết chóc nhất ở Bắc Phi trong vòng một thế kỷ. Trung tâm khí tượng quốc gia Libya đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 414,1mm trong 24 giờ từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 ở Baida, cách Dena 100km về phía Tây, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO. Chuyên gia thời tiết Massimiliano Herrera cho biết phần lớn lượng mưa này trút xuống khu vực đồi núi ở miền Tây Libya trong vòng 6 giờ. Baia chỉ nhận lượng mưa 12,7mm trong tháng 9 và trung bình hàng năm hơn 543,5mm. Giới khoa học cho rằng biến đổi khí hậu khiến các đợt mưa lớn xuất hiện thường xuyên tại khu vực những năm gần đây. Thị trấn Al-Arab nằm giữa Baia và Dena ghi nhận lượng mưa 170mm, theo website chuyên ghi nhận thông tin lũ lụt Fotlick. Những nơi khác nhận lượng mưa từ 150 đến 240mm. Các khu vực này đều nằm ở thượng nguồn, nơi có địa hình cao, khiến nước lũ tích tụ và dồn về vùng duyên hải phía đông, nơi có thành phố Detna với khoảng 90.000 dân. Detna nằm sát bờ biển, có vị trí thấp so với khu vực còn lại, khiến nơi này dễ bị ngập lụt. Đất đai trở nên khô rắn sau một mùa hè nóng và kéo dài, khiến nước mưa có xu hướng động lại trên bề mặt nhiều hơn là ngấm xuống lòng đất. Đây được coi là một trong những yếu tố tạo ra lũ quét với tốc độ di chuyển nhanh. Những khu vực ẩm ướt hơn thường có đất tơ xốp, chứ hấp thụ phần lớn nước mưa và giảm thiểu phần nào nguy cơ lũ lụt. Cơ sở hạ tầng, các con đập, cơ sở khử muối, lưới điện và đường xá Libya đều trong tình trạng hư hỏng. Stephanie Williams, cố vấn đặc biệt về Libya của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022 nói: Detna có hai con sông chảy qua và được bảo vệ bởi hai con đập được xây dựng từ những năm 1970 để ngăn lũ. Tuy nhiên, do vùng này ít khi bị lũ lụt, hai con đập được xây dựng khá thô sơ, với phần lõi được đắp bằng đất sét, hai bên thân được gia cố bằng đá học và đá dăm. Bởi vậy, khi lượng nước từ vùng núi Tây đổ về quá lớn, cả hai con đập đều nhanh chóng bị xói lở và vỡ, khiến khoảng 30 triệu mét khối nước đổ về Detna. Phó hiệu trưởng Detna Ahmed Marau cho hay, khu vực đông dân cư nhất của thành phố nằm ngay trên đường chảy của dòng lũ quét đổ ra biển. William lưu ý rằng thành phố Detna còn nằm dưới chân một dãy núi dốc, đây là vị trí đỉnh của một khu vực gọi là Quạt Phù Sa, được hình thành từ tầm trích do các sông, suối mang đến. Khi mưa lớn xảy ra, các vùng Quạt Phù Sa thường đối mặt nguy cơ xuất hiện lũ quét mạnh, bất ngờ có thể cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Bà Han lưu ý, chính quyền địa phương cũng không cảnh báo nguy hiểm với người dân khi mưa lớn xảy ra. Thông thường, chúng ta sẽ có một hệ thống cảnh báo sớm để kêu gọi người dân sơ tán hoặc trú ẩn nếu cần thiết, nhưng trong trường hợp này thì không, bà nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Vậy để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong live sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ Kỳ xin kính chào, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.
We'll be right back.